Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình podcast với bác sĩ Quỳnh Trần. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về bạn bè, người mà ảnh hưởng rất rất nhiều đến cuộc đời của chúng ta. Đó là người bạn của chúng ta. Khi mà tôi còn nhỏ, tôi còn nhớ là cái người đầu tiên mà dạy tôi đi hái bình bát hoặc là dẫn tôi đi chơi là những cái anh bạn cùng xóm. Khi tôi lớn hơn chút xíu, những cái người dạy tôi những cái mánh rồi những cái trò chơi cũng là những người bạn. Và khi tôi đi học cũng là những cái người bạn đó dạy tôi, hướng dẫn tôi cái cách nào mà giải những bài thi đại học nhanh nhất. Khi qua Mỹ, những cái ngày tháng đầu tiên ở bên đây không biết nói tiếng Anh, cũng có những người bạn đến dạy tôi tiếng Anh, dạy tôi những cái văn hóa ở đây và dạy tôi cách học. Và tôi có thể ngồi kể ra hàng trăm câu chuyện về những người bạn tốt đã giúp tôi trong cuộc đời này. Và tôi tin chắc rằng tất cả quý vị ở đây ai cũng có những cái người bạn rất tốt đã giúp đỡ chúng ta. Người Việt chúng ta có câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, để nhấn mạnh cái tầm quan trọng của những cái người bạn tốt. Cái câu hỏi trong cái chủ đề podcast là làm sao mình tìm được một cái người bạn tốt như vậy. Và tôi nói thẳng luôn là tôi không có một cái công thức ở đây. Nhưng mà những gì tôi nói ở đây chia sẻ dựa vào những cái câu chuyện cá nhân và dựa vào những cái người bạn đi trước. Đầu tiên, cái mà chúng ta cần phải nhìn nhận là chúng ta thay đổi theo thời gian. Có nghĩa rằng là quý vị ngày hôm nay khác với ngày hôm qua. Quý vị ngày hôm nay có thể giỏi hơn ngày hôm qua, có thể kiếm nhiều tiền hơn ngày hôm qua, có thể học cao hơn ngày hôm qua. Và cái đó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta tìm bạn, chúng ta tìm cái người để nói chuyện. Người ta nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Tôi không chắc cái câu đúng như thế nào, nhưng mà tôi có thể thấy được cái vế đầu á, là nó có lý trong đó. Không phải là người giàu họ đổi bạn đâu, mà tại vì khi mà chúng ta thay đổi mà cái người bạn chung quanh chúng ta không thay đổi thì chúng ta khó mà nói chuyện và chia sẻ. Chắc quý vị cũng thấy rằng là khi quý vị đi học đại học, quý vị có một nhóm bạn riêng, rồi ra trường học lên nữa, nghiên cứu sinh, tiến sĩ chẳng hạn, thì quý vị có một cái nhóm bạn riêng nữa, và cái nhóm bạn này nhiều khi nói chuyện với cái nhóm mà cùng học đại học thì chưa chắc nó hợp nhau. Là tại vì chúng ta thay đổi và chúng ta cần những cái người bạn thay đổi chung với chúng ta. Vậy cái đầu tiên khi mà chúng ta nghĩ về cái người bạn tốt hoặc tìm cái người bạn tốt là chúng ta thấy rằng là ở một cái môi trường mới, ở một cái mức độ mới, chúng ta sẽ có những cái người bạn mới. Chấp nhận cái điểm này, chúng ta sẽ dễ dàng hơn để mở lòng của mình ra đi tìm những người bạn. Tại vì nếu như những người bạn của quý vị hoặc là những người bạn của chúng ta từ lúc mà chúng ta còn bé thay đổi, chịu đi cái con đường mà chúng ta đi như vậy, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy hợp và chúng ta cứ chơi hoài. Đây là cái lý do tại sao mà nhiều quý vị khi đi họp lớp, quay trở lại lớp 12 hoặc là gặp lại cái nhóm bạn hồi xưa, nhiều khi chúng ta chơi, chúng ta nhắc lại những kỷ niệm thì vui thiệt. Nhưng mà nói xa hơn, nói về những cái dự án, những cái thậm chí cái cách đi chơi thôi, cách xài tiền thôi, hoặc là cái cách mà dạy con cái thôi, chúng ta đã có cái sự khác biệt trong đó rồi. Thì nhìn nhận cái việc thay đổi ở mỗi người chúng ta sẽ là cái bước đầu tiên để chúng ta tìm ra những cái người bạn hợp với mình. Đó là cái bài học mà tôi học được khi mà tôi mới qua Mỹ. Ông thầy tôi dạy rằng là khi mà tôi đi ngày càng xa đó, ông thầy nói là sẽ có lúc tôi sẽ không có còn liên lạc nhiều với thầy nữa. Lúc đó tôi nghĩ rằng là ủa sao thầy lại nói như vậy?
Ông chỉ nói đơn giản là khi mà anh đi xa rồi anh sẽ quen nhiều hơn. Một lúc nào đó chúng ta sẽ nói chuyện không có hợp nữa. Lúc đó tôi không có hiểu. Nhưng mà sau này đúng là sau này tôi vẫn giữ liên lạc với ông thầy đó. Vẫn nói chuyện. Nhưng mà nhắc lại cái câu đó thì tôi thấy là ông nói đúng. À, tại vì nhiều khi chính tôi muốn giữ liên lạc với những người bạn của mình ở những cái giai đoạn khác nhau. Nhưng mà có những người có gia đình, có con cái, rồi có sự nghiệp, rồi đi học. Nó tóm lại là tất cả chúng ta đều thay đổi hết. Như vậy cái yếu tố đầu tiên trong cái bạn bè, chắc Phoebe cũng biết rằng là chúng ta thay đổi. Và chúng ta sẽ cần những cái người bạn ở những cái giai đoạn mới, những giai đoạn khác nhau. Nhưng mà sẽ có những người bạn nói khố, những người bạn mà có thể nói là cho dù chúng ta thay đổi nhiều rồi, chúng ta vẫn muốn chơi với cái người đó. Có ai đó nói rằng là chỉ cần nói cho tôi biết 5 cái người bạn mà quý vị hay nói chuyện nhiều nhất và liên lạc nhiều nhất thì tôi có thể đoán được cái tính cách của quý vị là như thế nào. Là tại sao? Tại vì bạn bè ảnh hưởng tới cuộc đời chúng ta, làm nên tính cách của chúng ta và ảnh hưởng tới cả tương lai và sự nghiệp chúng ta. Và dĩ nhiên là ảnh hưởng trong chuyện tình cảm nữa. Quý vị nào mà thất tình hay kiếm bạn hỏi mà thấy nhỏ được không? Hoặc là tao có nên chia tay không? Tao có nên quay lại không? Nhưng bữa nay tôi không nói về cái chủ đề đó nha. Tại vì tôi đoán là thường ở chuyện tình cảm là tôi nói thẳng là tôi không bàn trên podcast và cũng không bàn trong bất kỳ cái chủ đề nào. Tôi chỉ nhấn mạnh cái chủ đề bạn bè là tại vì chúng ta hầu như cái vấn đề nào chúng ta cũng hỏi bạn của mình. Nhưng mà quý vị biết không, cái này mới quan trọng là một cái người bạn tốt á, giúp chúng ta đi đúng được. Nhưng cái người bạn không tốt á, có thể kéo chúng ta đi xuống vực. Người ta nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Còn tôi nói giàu nhờ bạn mà nghèo cũng là vì bạn luôn. Tôi quan sát có những câu chuyện mà tin bạn, tin làm bạn, rồi đi theo, rồi cuối cùng mất, rồi cuối cùng hận đời tùm lum hết. Hồi xưa lúc mà tôi học đại học kiến trúc ở Sài Gòn, thì tôi là một cái chàng thanh niên tỉnh lẻ. Thì trong trường kiến trúc, những cái người bạn thường đi chơi nhóm với nhau, và chúng ta nói là bè là như vậy, tại bè lũ và nhóm. Thì có một cái người bạn mà sau này rất là thân. Anh chàng này là người gốc Bắc và tôi là người gốc Nam, miền Tây. Và có thể nói là nó khác nhau hoàn toàn về ý thức hệ, về gia đình. Vậy chúng tôi học được là cái tình bạn đúng là không có phân biệt. Và chính vì cái khái niệm mà mở lòng mình ra, chịu học hỏi với những cái nhóm bạn khác. Lúc qua Mỹ cũng có một số người nói với tôi là đừng có chơi với tụi Mỹ, tụi Mỹ đen. Lúc đó tôi đâu có biết đâu. Nhưng thật sự tôi cũng thử. Và thật sự một trong những người bạn thân nhất của tôi sau này là người Mỹ đen. Và cả hai đều đi học y khoa sau này. Chúng ta quên đi cái cách mà chúng ta đánh giá cái người đó từ đầu tới. Tại vì biết đâu
cái đó có thể là một cái người bạn tốt của chúng ta sau này. Nó có một cái quy tắc gọi là quy tắc 80-20. Thì nó ngắn gọn là phần lớn những cái sự may mắn giúp đỡ thành công của chúng ta từ bạn bè thật sự đến từ 20% những người bạn của chúng ta mà thôi. Có nghĩa là chúng ta chơi nhiều bạn chứ thật sự cái người mà giúp đỡ chúng ta thật sự là một nhóm rất ít trong số những cái người đó. Vậy câu hỏi là làm sao biết được ai sẽ là cái người có thể giúp chúng ta? Câu trả lời là chúng ta không biết được. Thành ra chúng ta phải chơi tốt với tất cả mọi người và chúng ta thử quên đi cái suy nghĩ là đánh giá người ta. Khi mà đi xa hơn á, bạn của tôi nhiều tùm lum hết, từ bác sĩ, luật sư cho tới giang hồ cho tới đủ thứ hết. Và tôi càng nhận ra là thật sự cái quan trọng nhất á, là ở mỗi cái góc nhìn nữa nha. Chỉ cần người ta thích làm bạn, người ta có cái nghĩa khí làm bạn thôi thì là người ta chơi được. Cho dù cái người đó ý thức hệ khác với mình, cho dù cái người đó ở một cái vị trí khác với mình. Quý vị có biết là tại sao rất là nhiều người ở bên Mỹ này họ muốn gửi con đi học ở những cái trường Ivy League, là những cái trường gọi là trường xịn nhất ở Mỹ này không? Thật sự không phải là tại vì cái bằng nhận ra từ Columbia hay là Harvard hay là Yale đâu, mà tại vì con em những cái người đó sẽ làm bạn với những người đi học ở những người này. Và khi mà họ làm bạn với những cái người đi học ở những trường này, khi mà ra trường thì những cái người này sẽ càng đi xa hơn trong giới chính trị, trong giới y khoa, trong giới luật khoa, và tạo cái nền móng để cho con cái của họ đi xa hơn. Một cái câu chuyện khác là thủ tướng của Anh Quốc bây giờ. Tôi có viết một cái bài là làm sao trở thành thủ tướng Anh. Trong đó tôi có chỉ ra cái tầm quan trọng của cái việc mà định hướng cho con cái đi theo gặp những người bạn như thế nào. Thì khi mà thủ tướng Anh lúc mà còn sinh viên đi du học bên Mỹ này, học ở Stanford, ông ta mới gặp người bạn và người vợ. Và cái nhóm bạn đó cũng có một số người từ Anh sau này mở rộng ra và giúp ông đi sâu hơn con đường chính trị tại Anh Quốc. Thì nói tới đây, tôi mong rằng là quý vị nào đang có những người bạn tốt, chúng ta giữ những cái mối quan hệ đó. Tại vì quý vị sẽ không bao giờ biết được là một ngày nào đó chúng ta sẽ cần, và tôi tin rằng ai chúng ta cũng vậy, tôi cũng vậy, cần sự giúp đỡ của bạn bè đó. Và không có cái gì cảm động hơn khi mà chúng ta cần giúp đỡ, người bạn đó chìa tay ra nói đây mày lấy đi, đây mày cần tiền phải không, đây mày cần cái này phải không, lấy đi. Tình bạn thật sự chỉ thường chứng minh được khi mà chúng ta khó khăn. Một cái bài học khác mà tôi học được từ những cái ông thầy Do Thái của tôi trong chơi với bạn bè là cái quy tắc 3-4-3. Cái này không phải là quy tắc đá banh đâu nha, không phải là bao nhiêu anh ở trên, bao nhiêu anh ở dưới, không phải. Là trong 10 người bạn, chúng ta chơi với 3 cái người bạn hơi thấp hơn mình. Hơi thấp hơn không nghĩa là họ nghèo hơn, hoặc là không có nghĩa là họ tệ hơn mình. Nó chỉ đơn giản là những cái người mà mình có thể dạy họ, mình có thể hướng dẫn họ. 4 người còn lại là những người ngang hàng với mình, có nghĩa mình cứ chơi thoải mái, mình cứ quậy thoải mái. 3 người cuối cùng là 3 người hơn mình. 3 cái người mà mình cố gắng mình đeo, mình học theo, mình đu lên. Và đó là cái cách mà ông thầy tôi dạy cho tôi. Và cho tới bây giờ tôi vẫn áp dụng cái đó, nhưng mà có lẽ nhiều hơn bây giờ là chơi với nhiều bạn bằng nhiều hơn, chơi với người cao hơn mình cũng nhiều hơn, mà chơi với người gọi là thấp hơn mình cũng nhiều hơn. Tại vì tôi thật sự muốn giúp những cái người, ví dụ như là họ muốn làm kinh doanh chẳng hạn, họ muốn mở phòng khám đi, hoặc là họ muốn học y khoa đi, thì tôi sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ những cái em này hoặc là những cái anh chàng này để mà đi xa hơn trong cái con đường của mình.
quý vị nào có những câu chuyện hay về bạn bè có thể chia sẻ với tôi ở đây, và trong những lần podcast khác tôi cũng sẽ kể chuyện những câu chuyện về bạn bè cho quý vị nghe. Cảm ơn quý vị.